Quý vị, hiện nay hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ đang trong giai đoạn đều áp dụng mức giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8%. Đây là một trong những chính sách có tác động tích cực và trực diện hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh COVID-19. Song để tránh các rủi ro pháp lý khi xuất và sử dụng hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cũng cần phải nắm rõ các quy định pháp luật có liên quan. Chương trình ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn thuế và luật Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội để mang đến những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp và quý khán giả xung quanh vấn đề này. Trước khi đến với phần trao đổi của chuyên gia, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một video clip sau đây. Việc giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2020 và 2021 đã đạt được nhiều thành tựu trong việc kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển. Đến năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều thách thức trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh và tình hình khó khăn chung của kinh tế chính trị toàn cầu. Do đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 101/2023/QH15 về việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2023. Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023 này sẽ tương tự về mức giảm thuế suất như nội dung trong Nghị quyết số 43/2022 từ 10% giảm xuống còn 8%. Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023 sẽ có những tác động đa chiều tới nền kinh tế, đem lại lợi ích kép cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Song về phía doanh nghiệp, công tác lập và sử dụng các hóa đơn sao cho phù hợp với quy định pháp luật và chính sách giảm thuế giá trị gia tăng là điều rất cần lưu tâm để bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Trước tiên thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa bà, có thể thấy chính sách giảm thuế VAT năm 2023 là một chính sách rất là thiết thực trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 ạ. Vậy thưa bà, có những mặt hàng nào được giảm thuế từ 10% xuống 8% ạ? Và doanh nghiệp có thể làm gì để xác định chính xác các mặt hàng doanh nghiệp có thể được giảm thuế từ 10% xuống 8% ạ? Theo quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định 44/2023 thì các nhóm hàng hóa dịch vụ đang ở mức thuế 10% thì nay được giảm xuống mức thuế là 8%, trừ các cái mặt hàng như là viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hay kinh doanh về bất động sản, các mặt hàng về kim loại và các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và sản phẩm khai khoáng. Tất cả những cái nhóm mặt hàng này được quy định tại phụ lục 1 của nghị định 44. Nhóm thứ hai nữa được quy định tại phụ lục 44 cũng không được giảm thuế suất 10%, đó là các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và nhóm thứ ba là theo quy định tại phụ lục số 3 của nghị định 44 thì là các nhóm các sản phẩm về công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Thưa bà, vậy trong trường hợp doanh nghiệp kê khai và xuất nhầm hóa đơn giá trị gia tăng 10% cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất còn 8% thì doanh nghiệp cần xử lý như thế nào ạ? Theo quy định tại khoản 5 điều 1 của nghị định 44/2023 thì khi mà lỡ xuất nhầm hóa đơn giá trị gia tăng theo thuế suất 10% cho hàng hóa dịch vụ thuộc cái diện mà được giảm thuế thì người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót, người bán và người mua sẽ thực hiện xử lý hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn chứng từ theo quy định tại điều 19 của nghị định 123/2020. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý thì người bán sẽ kê khai điều chỉnh thuế đầu ra và người mua sẽ kê khai điều chỉnh thuế đầu vào. Thưa bà, vậy nếu doanh nghiệp lập hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng 8% sai thời điểm thì có bị xử phạt không ạ? Theo quy định tại điểm A khoản 1, khoản 3 và điểm A khoản 4 điều 24 nghị định 125/2020 NĐ-CP quy định về việc xử phạt về hành vi lập hóa đơn sai thời điểm. Đó là thứ nhất là lập hóa đơn mà không đúng thời điểm nhưng mà không dẫn đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ bị xử phạt cảnh cáo. Thứ hai là lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng mà không dẫn đến việc chậm nộp thì sẽ phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Thứ ba là trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm 1 và điểm 2 tôi vừa trao đổi thì sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng. Vậy xin bà chia sẻ một số lời khuyên cho doanh nghiệp trong việc lập và sử dụng hóa đơn
trong khi chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2023 đang có hiệu lực ạ? Trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp cần hết sức là lưu ý phải lập đúng thời điểm, kiểm tra chính xác các cái mặt hàng dịch vụ của mình được giảm thuế suất hay không, và đồng thời phải xử lý kịp thời những cái tình huống phát sinh để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về thuế. Vâng, xin được cảm ơn bà. Cuộc trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.